Hầu như không còn thấy xe scooter điện chạy trên vỉa hè ngày hôm nay. Quyết định cấm xe scooter điện được đưa ra và có hiệu lực gần như ngay lập tức cho thấy tính cấp bách của vấn đề. Theo Quốc vụ Khanh cao cấp về giao thông vận tải Lam Pin Minh, mặc dù chính phủ đã liên tục đưa ra nhiều biện pháp quy định về tiêu chuẩn xe, về đăng ký và giới hạn tốc độ xe, tăng cường giáo dục ý thức và kiểm tra, song vẫn có nhiều người đi xe scooter điện thiếu ý thức, sử dụng xe không hợp chuẩn, đi quá tốc độ và số vụ tai nạn liên quan đến xe scooter điện ngày càng gia tăng và thậm chí gây chết người. Quyết định cấm xe scooter điện là khó khăn, song sự an toàn cho người đi bộ là quan trọng. Để cho người dân thích ứng chuyển đổi theo quy định, chúng ta cho phép giai đoạn nhắc nhở từ nay đến hết ngày 31 tháng 12. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt và những ai bị bắt đi xe scooter điện trên lối đi dành cho người đi bộ có thể sẽ bị phạt tới $2,000 và có thể bị bỏ tù tới 3 tháng. Quyết định cấm xe scooter điện được cho là tác động tới các công ty giao nhận đồ ăn khi mà có tới gần 1/3 nhân viên sử dụng xe scooter điện để làm việc. Ngoài xe scooter điện thì các hình thức di chuyển khác như là ván trượt động cơ điện hay tương tự cũng dự kiến được đưa vào danh sách cấm trong thời gian tới. Việc cấm xe scooter điện cũng cho thấy là việc phát triển hạ tầng giao thông còn chưa đáp ứng kịp với loại hình di chuyển mới này. Chính phủ Singapore cũng cho biết là vẫn đang tiếp tục phát triển các tuyến đường mà có vạch phân định rõ ràng giữa làn đường